Hôm qua thì anh hai bất ngờ anh đăng một cái thông tin đó là ảnh có cho Mỹ Mỹ là 10 triệu. Thì ảnh có đăng lên sau khi ảnh đọc cái status của Mỹ Mỹ về cái việc mà Mỹ Mỹ có đăng một cái status nói về cái việc mà không cùng huyết thống thì đừng có gọi là anh em gì đó. Nói chung là Mỹ Mỹ không có nói tới ảnh, không có đề cập tới tên tuổi gì của ảnh cả, nhưng mà không hiểu gì lý do gì mà ảnh bị nhột. Ảnh bị nhột hay là ảnh bị mắc cỡ gì đó thì ảnh lại bắt đầu ảnh đăng lên ảnh giáo huấn Mỹ Mỹ. Mặc dù cái status Mỹ Mỹ thì có vẻ như đang khịa một cái người khác, một cái người con của chú 7, chú 8, chú 9 gì đó, nó không có liên quan gì tới ảnh, nhưng mà không hiểu gì lý do gì mà ảnh bị nhột. Cái xong rồi ảnh nhảy dựng lên, ảnh bắt đầu ảnh lên ảnh giáo huấn Mỹ Mỹ, ảnh dạy dỗ Mỹ Mỹ. Thì bây giờ chiếc ảnh sẽ đọc cho mọi người nghe cái sự giáo huấn của ảnh nha, cái sự giáo huấn của ảnh đối với Mỹ Mỹ nha, rồi mình sẽ phân tích nha mọi người. Đối với anh Kho thì không quan trọng có cùng huyết thống anh em hay không, nhưng mà anh thấy người ta khó khăn hoạn nạn thì anh đều giúp trong khả năng, một miếng khi đói bằng một gối khi no. Anh may mắn được cha mẹ dạy dỗ về lòng biết ơn, nên khi nhận được sự giúp đỡ của người đời luôn vô cùng biết ơn và nhớ ơn suốt đời. Ông trời sẽ nhìn thấy hết, cho hay lấy ông trời sẽ quyết định. Còn anh sẽ chọn cách tha thứ vì tình với ba. Rồi sau đó thì đăng một cái màn hình, cái chụp màn hình chuyển khoản cho Mỹ Mỹ 10 triệu. Sau khi mà Mỹ Mỹ có đăng lên một cái status nói về cái việc mà không cùng huyết thống thì đừng gọi anh em gì đó, thì có thể là do Mỹ Mỹ có một cái sự nỗi niềm gì đó với một người nào đó, mặc dù không có nói gì tới anh ca cả, nhưng mà không hiểu gì lý do gì mà anh ta lại khó chịu đến như vậy, anh nhột hay anh gì đó. Thì bây giờ để mình sẽ đọc cái bài của Võ của Mỹ ha, tại vì sau khi mà ảnh đăng lên như vậy thì Mỹ Mỹ cũng đã có một cái bài viết đáp trả rất là đanh thép. Thì bây giờ Chí Cảnh sẽ đăng cái đọc cái đoạn của Mỹ Mỹ ha. Đây. Thật sự mà nói nha, status hôm qua em úp em chưa hề đề cập đến một cá nhân hay bất kỳ một ai, nhưng mấy ngày hôm nay anh đã lên tiếng. Nhưng ngày hôm nay anh đã lên tiếng như vậy thì em xin phép xin lỗi anh trước. Đầu tiên là em xin chân thành cảm ơn vì thời điểm đó anh đã cho em từng đấy số tiền để hỗ trợ em. Thật sự em rất biết ơn anh vào thời điểm đó. Tuy nhiên anh ơi, mình thật sự là người lớn, mình còn có cả địa vị nữa, nên không phải vì một chút tiền bạc của cải anh cho em mà em chấp nhận nhắm mắt bịt miệng để cho anh có thể làm những điều bất lợi đối với em của em. Tất cả hết thảy những anh chị em cô chú đang dành tình cảm cho gia đình em rất biết ơn, thậm chí không cần vật chất. Đúng là ông trời có thể nhìn thấy hết, vậy cho nên chuyện nào ra chuyện đó. Anh đã cho gia đình em và cá nhân em những gì em thật sự rất biết ơn, nhưng không phải vì như vậy mà anh có quyền hại em của em. Em chỉ là người bình thường thôi, em không phải là nghệ sĩ nên lời văn của em có thể không được hay. Hôm nay em xin phép gửi lại anh số tiền này và xin cảm ơn anh đã luôn hỗ trợ gia đình em chân thành cảm ơn và biết ơn anh. Sau đó thì Mỹ đã trả lại cho anh ấy 10 triệu nha mọi người. Sau đó thì Mỹ Mỹ đã chuyển trả lại cho anh đó 10 triệu sau khi mà ảnh đã lên ảnh ảnh đăng một cái chuyển tiền cho Mỹ Mỹ đó. Thì trước đó thì chị Cảnh cũng có nghe nói là Bùm Bùm cũng đã gửi lại cái số tiền 50 triệu cho chị kia rồi, thì không biết là có hay chưa, nhưng mà chị Cảnh cũng có nghe nói là Bùm Bùm cũng đã gửi trả 10 triệu rồi. Bởi vì thật sự mà nói thì chính miệng chị ấy thì không có lên tiếng đòi,
chính miệng cái chị đó thì không có lên tiếng đòi 50 triệu, nhưng mà fan của chị ấy hay là những cái anti fan hay là những người nào đó đó cứ liên tục vô đòi đòi bùm bùm, nói bùm bùm là vô ơn, nói là lúc mà đi sanh đó thì chị đã cho 50 triệu như vậy mà không biết ơn chị đó đòi đó. Thì nói chung là cứ liên tục từ cái thời điểm mà cho tới bây giờ liên tục đòi đòi bùm bùm, cho nên bùm bùm cũng là một người có lòng tự trọng rất là cao, lòng tự trọng rất là cao. Lúc mà bùm bùm khổ thì bùm bùm mới nhận cái số tiền đó thôi, chứ thật ra bùm bùm cũng có lòng tự trọng, nhận cái số tiền đó cũng ngại lắm đúng không mọi người, nhận cũng ngại lắm chứ người ta cũng đâu có kiểu mà cũng đâu có ham tiền, đâu có tham mà nhận cái số tiền đó. Chẳng qua tại cái thời điểm đó cũng rất là hơi bị cũng khổ, cũng thiếu thốn, và đặc biệt cũng không có xin xỏ gì cả, không có xin xỏ cũng không có nhờ vả gì cả. Chẳng qua là chị đã thấy đi sanh thì chị đã tự tự cho như vậy, tự giúp thôi, tự cho thôi, chứ người ta cũng không có xin xỏ, không có gì hết. Nhưng mà liên tục là sau khi mà cho xong á, thì liên tục là những fan của chị đó hay gì đó cứ liên tục vô đòi, liên tục vô đòi giùm, đòi ơn gì đó tùm lum đó. Thì nói chung là bùm bùm cũng có lòng tự trọng, khi mà người ta bị đòi tối ngày rồi nói người ta vô ơn đồ này nọ, thì khi mà bùm bùm làm bùm bùm có tiền đó thì chắc chắn bùm bùm cũng không có muốn mang cái nợ đó hoài mà phải chi á, mà không có nói tới thì không sao, còn cái này tối ngày cứ lên mà trì trích người ta, cứ ghéo gọn cứ đòi hoài như vậy thì chắc chắn bông bông cũng sẽ trả lại đúng không mọi người. Thì chị Cảnh có nghe nói là bông bông cũng đã trả lại cái số tiền mà 50 triệu rồi đó, tuy nhiên thì không biết có chính xác hay không, thì chị Cảnh cũng không có rành nha. Chị Cảnh có nghe nói là bông bông trả lại rồi, và nói về bông bông thì chị Cảnh thấy là bông bông mặc dù rất là hiền, tính tình rất là hiền lành, rất là tốt, rất là hiền, rất là lành tính, nhưng mà bùm bùm cũng có một cái sự tự trọng rất là lớn, có nghĩa là có một lòng tự trọng rất là lớn nghe, cũng không phải mà kiểu ngửa tay ra để mà xin tiền người này người kia, rồi cũng không phải là ngửa tay ra để mà tham tiền, rồi cũng không phải là ngửa ra để mà ngồi đó ở không để mà để cho người khác cho tiền đồ này nọ. Thì bùm bùm không phải là người như vậy, bùm bùm là một người chỉ cảm thấy là kiểu rất là chịu thương chịu khó, rất là muốn để làm việc đó, mặc dù sau khi sinh xong cũng không bao lâu là bùm bùm cũng đã bắt đầu trở lại công việc rồi, rồi luôn like rất là siêng để live stream bán hàng nè mọi người, live stream bán hàng rất là siêng năng, rồi cũng hỗ trợ cho chị Hồng Loan rất là nhiều trong cái việc mà buôn bán đồ này nọ rồi đó, thì rất là siêng năng, rất là nhiệt tình luôn. Cho nên là nếu như được thì mọi người hãy vào ủng hộ Bùm Bùm Mỹ Mỹ nha, ủng hộ Bùm Bùm Mỹ Mỹ bán hàng rồi đó, thì mọi người thấy cái nào mà phù hợp đó, mình có nhu cầu sử dụng mà phù hợp với mình thì mình mua ủng hộ hai anh em. Nói chung là mua đâu cũng vậy, mua mua đâu cũng vậy, mình mua ủng hộ Hồng Lo, Hồng Lo Mỹ Mỹ Bùm Bùm, thì để cho ba anh em có tiền đó mọi người, để mà có thể trang trải cuộc sống ha. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái status của anh hai ha. Thì mình sẽ phân tích về cái status của anh hai, thì đối với anh không có quan trọng cùng huyết thống hay không, nhưng thấy người ta khó khăn hoạn nạn thì đều giúp trong khả năng, một miếng khi đói bằng một rối khi no, thì cái này thì nói chung là hơi bị lý thuyết quá. Cái vấn đề ở đây nè, anh may mắn được cha mẹ dạy dỗ về lòng biết ơn, nên khi nhận được sự giúp đỡ của người đời, anh vô cùng biết ơn và nhớ ơn suốt đời. Câu này thì chỉ cảm thấy là nó hơi không có đúng nha. Câu này chỉ cảm thấy nó không có đúng với anh. Tất cả những gì anh thể hiện nó chưa có đúng cái điều đó. Anh nói là anh được cha mẹ dạy dỗ về lòng biết ơn đúng không? Thì đầu tiên á, anh cho rằng là cái việc mà anh giúp đỡ Hồng Loan và anh giúp đỡ Mỹ Mỹ là anh đang ban ơn. Anh đang ban ơn cho họ đúng không? Cho nên anh mới nói là những người đó cần phải biết ơn anh đúng không? Tức là anh cho rằng cái sự giúp đỡ của anh là cái việc anh đang ban ơn cho gia đình của Hồng Loan và họ phải biết ơn. Họ phải biết ơn anh. Nhưng mà tại sao anh nghĩ đó là sự ban ơn mà anh không nghĩ đó là sự đền ơn? Tại sao anh nghĩ rằng cái việc mà anh giúp đỡ cho Hồng Loan, cho Mỹ Mỹ, cho Bùm Bùm hay cho này nọ, đó là ban ơn, mà anh không nghĩ đó là anh đền ơn? Anh đền cái ơn của chú,
anh đền ơn của chú, cái ân tình chú đã dìu dắt anh trong nghề để cho anh mới có cái cơ hội anh làm ra tiền. Thì tại sao anh lại nghĩ cái đó là cái sự ban ơn mà không nghĩ đó là cái việc đền ơn? Cái việc mình giúp đỡ cho Hồng Loan, giúp đỡ cho Mỹ Mỹ, giúp đỡ cho Bùm Bùm là cái việc mình đền lại cái ơn tình của chú. Bởi vì chú đã từng dìu dắt mình trong con đường nghệ thuật, chú đã cho anh cái nghề, cho anh cái nghệ danh, cho anh cái sự rộng mở trong cái con đường nghệ thuật, cho nên anh mới được nhiều người biết tới, anh mới có thể làm ra tiền. Thì khi anh làm ra tiền như vậy thì anh giúp đỡ bao nhiêu đó có đáng gì đâu. Và cái đó là tại sao anh lại nghĩ cái đó là cái sự ban ơn mà không nghĩ đó là việc mình đền ơn cái người ân nhân của mình, mà mình nghĩ đó là cái việc anh đang ban ơn cho người ta, mà anh bắt người ta là phải biết ơn anh. Anh nói là anh may mắn được cha mẹ dạy dỗ về lòng biết ơn. Thật ra là nói về cái vấn đề của chú thôi đó, là anh phải biết để mà anh đền ơn lại. Anh phải đền ơn lại đó. Cái vấn đề tiếp theo để em nói cho anh nghe nè. Anh đã có thật sự, anh nói là anh luôn biết ơn sự giúp đỡ của người đời, anh vô cùng biết ơn và nhớ ơn đúng không? Anh có biết ơn khán giả chưa? Anh có biết ơn khán giả của mình chưa? Anh sống được là nhờ ai? Là nhờ khán giả. Nhưng mỗi lần anh đi biểu diễn đó, em thấy anh rất là chảnh, rất là chảnh, đứng yên một chỗ hát, chưa bao giờ đi xuống bắt tay với khán giả hay thể hiện một cái sự vui vẻ hòa đồng với khán giả. Thì như vậy đó là cái sự biết ơn đó hả? Đó là một sự biết ơn hả? Nếu như một người mà biết ơn khán giả đồ này nọ đã he, là người ta vui vẻ, người ta tay bắt mặt mừng, người ta dễ thương lắm. Chứ không phải giống như anh đâu, đứng yên một chỗ trên sân khấu mà tỏ vẻ ta đây lắm, rất là chảnh chạ như vậy mà biết ơn cái gì, mà nói là được cha mẹ dạy dỗ cái về lòng biết ơn. Chắc là không biết lúc đó anh có tập trung chú ý cái lời dạy của cha mẹ hay chưa, có giống như kiểu có bị mất tập trung không, mình có quên đoạn nào không, mà thấy có vẻ như cũng chưa ổn lắm nha. Tiếp theo để nói cho nghe nè, nếu anh nói là anh biết được cha mẹ dạy dỗ về lòng biết ơn cái người giúp đỡ anh đó, thì thử hỏi ngoài chú ra và khán giả ra, anh còn nhận được sự giúp đỡ của ai nữa hay không? Ngoài chú, ngoài khán giả ra, anh có nhận được sự giúp đỡ của ai nữa hay không, và anh có biết ơn người ta hay không? Lý thuyết quá, kiểu mà nói như vậy thôi. Thường mấy người đạo lý sống kỳ lắm nha, mấy người hay nói đạo lý sống kỳ lắm nha. Nè, hãy tự hỏi lại lòng mình coi, mình đã thật sự đền ơn lại những người đã giúp đỡ mình chưa nha? Mình đã thật sự đền ơn lại những người đã từng giúp đỡ anh chưa, và anh đã đối xử với những người đã giúp anh như thế nào? Anh đã thật sự tốt chưa? Chứ anh lên mạng anh nói như vậy đó, anh nói cả nói như vậy, thì những cái người mà đã từng giúp đỡ anh, mà từng bị anh thế này thế kia đó, người ta khó chịu, rồi người ta lên người ta phốt là gán chịu, nghe chưa? Nè, đừng đừng thà đừng nói đạo lý, thà đừng có làm như vậy thì ok. Ví dụ như lỡ mà anh có làm phật lòng ai đó đó thì người ta thôi thế, người ta không nói. Còn mình lên mình nói đạo lý quá là người ta ghét, người ta lên người ta phốt đó. Có một cái chị nói là ngày 5 tháng 10 sẽ về Việt Nam đó, tổ chức họp báo để nói hết tất cả đó nha. Cho nên anh cũng cẩn thận cái miệng anh giùm em. Anh cẩn thận cái miệng anh giùm em. Chứ có một chị nhắn tin cho em á, là sẽ ngày 5 tháng 10 sẽ về Việt Nam để mà tổ chức họp báo, để mà vạch trần thế này thế kia đó. Cái chị này thì nói chung cũng không có xa lạ lắm đâu, cái chị này cũng rất là quen. Rồi ngày hôm qua hôm kia thì chỉ cảm nhận được rất là nhiều những cuộc gọi điện thoại, nói chung rất là nhiều cuộc gọi điện thoại, nói chung là đòi nợ đòi nần đòi đó, mà không phải đòi tôi mà đòi người khác nha. Hôm qua thôi, từ hôm qua tới giờ thì chỉ cảm nhận được rất là nhiều cuộc gọi điện thoại đòi nợ mà không phải đòi tôi mà đòi người khác, đó là đã từng 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 giúp đỡ rồi thế này thế kia gì tùm lum đó, mà không có, chưa có nhận được cái sự báo đáp gì cả, không có, chưa có thể nhận được cái sự báo đáp gì cả nha. Cho nên cái việc mà mình nói là mình được dạy dỗ về cái lòng biết ơn á, thì thật sự mình đã có ghi nhớ hay chưa, mình đã học hết hay chưa, mình đã học hết hay chưa, mình đã hiểu rõ những lời cha mẹ dạy hay chưa, và mình đã thật sự tốt với những người giúp đỡ mình hay chưa nữa kìa.
chứ nhiều khi mình nói như vậy mà mình hơi hơi bị quên cái này quên cái nọ đó nha. Còn bản thân anh có tốt hay không thì nói chung là để trời biết đất biết lương tâm anh biết. Trời biết đất biết lương tâm anh biết, anh có thật sự tốt với những người ơn của anh hay không thì anh hãy tự hỏi lại lòng mình xem là mình đã tốt chưa? Mình đã tốt với những người đã từng giang tay giúp đỡ mình chưa? Đã từng lo lắng cho mình, đã từng thế này thế kia chưa? Đó là những người ở bên ngoài đó. Thì cái đó thì chắc là anh sẽ tự trả lời, anh sẽ tự trả lời bản thân anh có thật sự tốt hay chưa. Còn còn đối về chú, đối về gia đình chú thì thấy cũng chưa lắm. Đối với gia đình của chú thì thấy cũng cái sự mà đền ơn của anh nó cũng chưa có rõ nét lắm. Cái sự đền ơn của anh nó cũng chưa có rõ nét lắm. Cái việc mà anh nói là anh giúp vật chất gì đó thì không biết là giúp được cái gì, giúp được bao nhiêu, rồi tinh thần gì đó thì không biết là tinh thần của anh là cái gì, chứ tất cả những gì mà người ta thấy thì người ta thấy một cái sự thờ ơ, một cái sự thờ ơ, một cái sự coi như là hơi bị vô tâm đó. Cho nên là theo anh thì anh cho rằng là đó là cái sự nhiệt quá nhiệt tình của anh gì đó, nhưng mà những gì mà người ta thấy thì nó lại ngược lại với những gì anh nói, cho nên anh thường nói đạo lý thì nó sẽ hơi bị nó hơi bị ngược lại nha, nó hơi bị ngược lại, cho nên mình cũng bớt nói đạo lý đi. Còn cái việc mà ngày xưa anh giúp Mỹ Mỹ 10 triệu đó thì không biết là trong cái dịp gì giúp cái gì, nhưng mà tại cái thời điểm đó thì em có đọc một cái status mà anh ghi á, anh nói là anh xem bùm bùm với Mỹ Mỹ như là em ruột của mình đó. Sau khi mà chị đi đăng một cái status, chị đi nói là sẽ xem bùm bùm Mỹ Mỹ như là em của mình đó, thì ngay lập tức anh cũng đăng một cái đó lên, anh kêu anh xem bùm bùm Mỹ Mỹ như em của mình. Thì nếu như mà thật sự xem người ta là em ruột đó, thì mình có nhất thiết là mình lên mình đưa cái màn hình đó ra để làm gì? Đưa cái màn hình mình cho 10 triệu để làm gì? Để sau khi đăng cái đó lên, trời ơi fan vô khen anh quá trời luôn, mãi đỉnh mãi ơn. Đăng cái 10 triệu đó lên, cái fan vô khen, trời ơi mãi đỉnh giúp này mà thế, mà gia đình đó hả, gia đình số 5 hả, vô ơn với anh, ai cũng vô ơn. Người ta vào người ta nói ba anh em Hồng Loan không ra gì hết. Như vậy anh đã thật sự tốt chưa? Trời ơi là trời, có nhất thiết là cần phải đăng lên như vậy để cho người ta biết là anh đã cho Mỹ Mỹ 10 triệu không? Trong khi Mỹ Mỹ có nói gì tới anh đâu. Người ta chỉ đăng một cái bâng quơ như vậy mà mắc mớ gì mà nhột lên, rồi tự dưng nhảy lên rồi nghĩ rằng là Mỹ Mỹ nói về mình. Trong khi Mỹ Mỹ người ta nói tới một người khác thì sao? Có liên quan gì tới anh không mà tự dưng anh đăng lên, anh đăng lên anh cho này cho nọ đồ. Sao dạo này kỳ vậy? Dạo này hơi bị kỳ nha. Và chỉ cảm thấy là bùm bùm và Mỹ Mỹ nói chung cũng rất là giống nhau á, mọi người đều có lòng tự trọng hết, đều có lòng tự trọng hết, và giờ quan trọng là đều rất là chịu thương chịu khó làm để kiếm ra tiền, và có thể giống như kiểu đứng lên, nó tự đứng lên bằng cái chính cái sức lực của mình, chính cái sức lực của mình, không có dựa dẫm vào ai khác. Thì chỉ cảm thấy cả bùm bùm và Mỹ Mỹ đều rất là tự trọng luôn á mọi người. Hello mọi người nha, hiện tại thì Chí Cảnh có bán lăn khử mùi của Mỹ nha mọi người. Cái lăn khử mùi của Mỹ này nó rất là thơm nha. Nói chung là đây là dạng sáp, nó sẽ ngăn ngừa ra mồ hôi và nó sẽ thơm trong vòng 48 tiếng nha. Nó rất là thơm luôn á. Khi mọi người sử dụng cái này thì nó sẽ giúp cho cái dùng của mình nó rất là khô thoáng và nó rất là thơm. Nó không có bị tình trạng ra mồ hôi nhiều, nó rất là thơm luôn á mọi người. Cái mùi thơm của nó giống như nước hoa. Nó không có quá ngọt, nó cũng không có quá gắt, nó không có làm cho mình bị nhức đầu nha. Nó rất là thơm, nó giống như nước hoa vậy, nó rất là sang. Cái này nó rất là hiệu quả luôn đó mọi người. Một cái này mình có thể sử dụng khoảng 6 tháng trở lên đó. Nó rất là nhiều luôn đó nha mọi người nha. Những người mà đi làm văn phòng hay là đi cà phê, đi đám, đi này đi kia rồi đó thì mình nên có cái này á. Mọi người thoa vô mọi người sẽ cực kỳ tự tin luôn, không có bao giờ mà bị cái tình trạng mà có mùi nha mọi người. Nó rất là ok la luôn đó nha mọi người nha. Cái này thì bình thường giá là 350. Cái này là bình thường giá
giá là 350. Ngày hôm nay thì Chí Cảnh sẽ giảm còn 250 một tiếp nha. Một cái này là 250. Cô chú anh chị nào có mua thì inbox Chí Cảnh qua số Zalo là 0938 386787 nha. Cái này là 350 giảm xuống còn 250 nha. Tại vì cho Chí Cảnh cũng còn khoảng chừng 5-6 cái lóc nữa thôi là hết rồi. Cho nên Chí Cảnh mới giảm bán cho nó hết đó. Để mai mốt mình chỉ chuyên mình lên mình nói thôi, mình không có bán nữa, làm biến bán lắm nha mọi người. Cho nên là hiện tại thì nó cũng không có còn nhiều, nó còn khoảng chừng 5-6 lóc nữa. Cho nên mọi người gán ủng hộ Chí Cảnh nha. Mọi người có thể mua 1-2 cái, mình có thể mua cho bản thân nè, rồi tặng cho bạn bè, người thân, cha mẹ hay là chồng con gì đó mọi người ha. Cái này nó rất là thơm luôn á, cực kỳ thơm luôn á nha mọi người nha.